Đây là One Championship và là cuộc đối đầu giữa Region SL và bên phía Mexico. Trận đấu tranh đài vô địch hạng nhẹ của One Championship ở nội dung Muay Thai. Như tình huống trao đổi chiêu thức đầu tiên của SL và Mexico. Bên phía găng tay màu đỏ đó là SL và phía đối diện đó là Mexico, võ sĩ người Nga. Như tình huống trao đổi chiêu thức đầu tiên và Mexico vừa có cho mình một tình huống ra đòn tốt bằng cái móc trái của mình. Như tình huống trao đổi chiêu thức bằng đòn tay của cả hai võ sĩ. Lại là một tình huống móc trái tốt nữa của bên phía Mexico. Những tình huống striking khá tốt nhưng đó là một tình huống tấn công tốt của bên phía SL. Và Mexico đang gặp choáng váng. Mexico dường như đã không có tỉnh táo để thi đấu. Chiến thắng xứng đáng cho SL, chiến thắng cực kỳ trong vánh. Và đại vô địch thuộc về SL. Rất nhanh chóng mà thôi, SL đã có cho mình một chiến thắng với cú knock out khá ấn tượng chỉ trong vòng hơn 40 giây thi đấu. Đó là đại vô địch dành cho SL ở nội dung hạng nhẹ của Muay Thai. One Championship xin chúc mừng võ sĩ SL.